Con giả tim chúng tôi xin nhận xét tổng kết một năm Đinh Dậu. Trước hết, mình là người Việt Nam, chúng tôi xin nói về tin Việt Nam. Năm Đinh Dậu là một cái năm tuyệt vời cho Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam và nhà nước Việt Nam một cái bước đi mới. Lần đầu tiên mà Tổng Bí Thư từ một nhiệm kỳ trước, Nguyễn Phú Trọng ngồi lại trong cái nhiệm kỳ thứ nhì để mà tiếp tay với tất cả các tân chủ tịch Trần Đại Quang, tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Những người chống cộng cực đoan chê rằng là ôi, cộng sản họ muốn ngồi bao lâu thì họ ngồi, quyền của họ. Và chúng tôi không đồng ý với lập luận đó. Và câu đó ông Dr. Yêu đã nói. Mà khi ông đã nói như vậy, tức là cái tư tưởng của ông không hợp với lại chúng tôi. Cái thành quả tuyệt vời nhất là cuối năm, hội nghị cấp cao APEC năm 2017. Đó là một cái biến chuyển lớn nhất, đánh giá được cái uy tín của nhà nước Việt Nam trên chính trường quốc tế. Phát tan tất cả những cái lời dị biệt, nói rằng ông Trần Đại Quang sắp chết. Những người cộng sản ấy, họ cười, nhưng mà đó, họ cười cái gì? Họ cười những người chống cộng cực đoan nhất vẫn còn ngây thơ. Cái đất nước này không phải là đất nước của ông Trần Đại Quang. Không có một chủ tịch Trần Đại Quang, chúng ta sẽ có một chủ tịch khác. Đất nước này còn rất nhiều nhân tài. 94 triệu người, đương nhiên họ có nhiều nhân tài hơn là 4 triệu rưỡi người. Mà cái đám chống cộng cực đoan này được bao nhiêu? Vài trăm ngàn người. Không tới nữa. Đa số những người mà gọi là yêu chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng không chống. Chỉ có một thiểu số cực đoan nào thôi. Sự tiên đoán của Bác Hồ từ xưa nay không bao giờ sai hết. Việt Nam là sẽ là nơi hội tụ của các lãnh đạo trên thế giới. Và APEC 2017 đã chứng minh 21 lãnh đạo của 21 quốc gia thành viên APEC. Mà trong đó chúng ta thấy rằng có 3 lãnh đạo thuộc về thành viên quyết định của Liên Hiệp Quốc. Tại sao chúng tôi gọi là quyết định? Bởi vì những người này có quyền, một trong những 5 vị Liên Hiệp Quốc này đã, cái hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, họ từ chối một cái là không được thực thi. Đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc. 3 trong 5 thành viên cột trụ của Liên Hiệp Quốc đã có mặt tại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí Thư Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Rồi chúng ta lại còn có thêm một Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, có Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật và Tổng thống Rodrigo Duterte. Đây là những cái lãnh đạo đang gây sóng gió và có những cái ảnh hưởng lớn ở trên quốc tế. Họ đã tới Việt Nam. Họ đã ngồi dưới chung một cái mái dù Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Họ đã ngồi ăn chung một mâm. Trong lòng họ nghĩ ra không biết, nhưng mà những cái bắt tay của họ đã là những cái bắt tay gắn bó nhờ cái chất keo của đất nước Việt Nam của chúng ta.
Nói tới cái sự thành công của APEC 2017, tôi không thể không phủ nhận được. Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những anh em cảnh sát giao thông, những anh em công an này trong những quân phục tác chiến, cầm súng AK đứng dưới trời mưa của Đà Nẵng. Các bạn còn nhớ không? Hội An bị lụt, Huế bị lụt, Huế bị lụt. Lâu lắm nhà Huế mới bị lụt lớn như vậy. Mà Đà Nẵng bình chân như vậy. Ảnh hưởng của cái sự tai hại đó, mà ông Putin đã ủng hộ 5 triệu, đã cứu trợ 5 triệu đô la. Ông Donald Trump cũng 1 triệu đô la. Nhưng mà tại sao có phải rằng á, những cái vượng khí và những cái linh khí của hồn thiêng trong núi, của dân tộc Việt Nam đã đẩy những cái chiều gió bay đi. Nha Trang cũng bị nữa. Mà Đà Nẵng chỉ rớt một cái cổng chào ở ngoài phi trường đi vào. Và sau đó cái cổng chào đã được dựng ngay lập tức trước ngày mà khai mạc. Chúng tôi nghĩ rằng á, chúng ta không thể nói nhiều hơn nữa, bởi vì nói là cũng bằng thừa. Từ đầu năm 2017 cho tới nay, bao nhiêu lãnh đạo Việt Nam, bao nhiêu quan chức của các nước nắm những cái chức vụ rất lớn đi qua bên Mỹ, và bên Mỹ cũng qua đây, và tất cả thế giới nữa, cả Pháp, cả Úc. Rồi gần cuối năm 2017, những cái gì Mỹ hứa sẽ viện trợ và những cái tàu của chúng ta đã tới. Năm 2017, chiếc tàu ngầm cuối cùng của chúng ta đã giao đủ 6 chiếc. Cái sức mạnh của Việt Nam được đếm bằng cái vũ khí, bởi vì cuộc chiến trong tương lai nó không phải là cuộc chiến về súng đạn. Cuộc chiến trong tương lai là cuộc chiến là bấm nút, là của công nghệ thông tin và là của kinh tế. Và chưa có năm nào kinh tế Việt Nam khởi sắc bằng năm nay. Các ông chống cộng cực đoan, các ông nói rằng các ông gửi tiền về Việt Nam, nhờ vậy Việt Nam mới không ấy. Tôi bảo nếu vậy các ông ngu. Các ông nói các ông chống mà các ông gửi tiền về để cho củng cố Việt Cộng à? Sao ngu vậy? Ngu thì ngu vừa vừa đấy, để dành cho người khác ngu bớt chứ. Cái gì cũng ngu hết. Cái kiều hối của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại gửi về, mười tỷ bác, 2016 12 tỷ, 2010. Rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi qua bên kia nhận một cái là một cái giấy ngoại thương 5 tỷ đô la. APEC trong cái là thêm 12 tỷ nữa, hơn 12 tỷ. Tổng cộng là gần 18 tỷ. Vâng, bạn nói đúng. Võ Tân Đông dự trữ ngoại hối đạt trên 50 tỷ USD. Bữa hôm mới tháng 11 cho mình đấy, 51 tỷ. Tháng 12 lên 54 tỷ. Tháng giêng lên 55 tỷ, bây giờ là bây giờ 57 tỷ. Tỷ đô la chứ mà tỷ tiền Việt Nam đấy nhá. Và rồi đi nữa. Năm nay đó, tất cả những cái tiệc tất niên của Đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa tổ chức tại Washington DC, đến cái Tổng lãnh sự Houston, Tổng lãnh sự San Francisco, vì cái địa thế, vị trí địa dư của California cũng giống như Việt Nam đó. Thành ra đó, San Francisco nằm ở phía Bắc, quận Cam chúng tôi nằm ở phía Nam. Năm nay và năm ngoái Tổng lãnh sự phải tổ chức 2 bữa tất niên. Ngày hôm thứ 6 là tổ chức ở bên trên San Francisco, tức là ngày hôm qua. Còn là chúng tôi đó tổ chức ngày hôm thứ 3 tuần vừa rồi.
Buồn cười ở Toronto có mấy ông tội nghiệp. Người ta ở bên trong người ta ăn tiệc, mở sâm panh chúc mừng nhau, cùng chúc mừng năm mới. Thì các ông ở ngoài áo đứng co ro được cả chục người. Tại sao phải khổ như vậy? Tại sao mình hành xác như vậy? Nếu mà biểu tình mà Việt Cộng mà dẹp được Việt Cộng mà lấy lại đất nước thì cũng nên. Biểu tình mà là chẳng ai quan hài lại còn bị Mỹ đuổi. Cảnh sát nó đuổi. Get out, get out, get out. Cút cha mày đi. Cút này. Mà đi biểu tình làm gì? Và càng ngày chúng ta thấy rằng năm nay rất tiếc chúng tôi không được về ăn xuân, Tết Xuân Việt Kiều. Năm nay tổ chức ở bên trong hội trường trung tâm quốc gia, trung tâm hội nghị quốc gia rất lớn. Những năm trước tổ chức ở ngoài tượng đài hoặc là chỗ Ba Đình thì bởi vì cái thời tiết ở miền Bắc năm nay rất là lạnh và nó đặc biệt nữa là cứ hay cứ bị mưa. Năm ngoái và năm kia đấy, tổ chức trong thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi có đi đó, rất là may mắn là không có, tại vì trong Nam là thời tiết luôn luôn ấm áp. Và năm 2016 chúng tôi đi đó, rất là cảm động. Bởi vì được tổ chức tại ngay bến Nhà Rồng, nơi mà người đã ra đi, từ thành phố này người đã ra đi, bản nhạc đã đưa tên tuổi ca sĩ Như Quỳnh đậu vào cuộc thi âm nhạc trước đây tại Việt Nam, trước khi qua Mỹ. Và cũng từ thành phố này, Như Quỳnh đã trở về để làm lại lịch sử, cắt đứt tất cả những cái chương trình văn nghệ tại đây. FBTN bây giờ chỉ còn có 3 ca sĩ thôi. Chỉ còn có 3 ca sĩ. Đan Nguyên cũng bỏ FBTN đi rồi. Bởi vì Đan Nguyên đang nhắm con đường đi về Việt Nam. 3 ca sĩ có gồng nổi cho FBTN không? Chúng lát nữa chúng tôi sẽ nói về cái người Việt hải ngoại. Vâng, thưa quý khán giả, cái Xuân Việt Kiều năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi sáng tiếp đại mừng những đại biểu Việt Kiều tại trong phủ Thủ tướng, trong phủ Chủ tịch. Buổi tối thì Chủ tịch Trần Đại Quang đã chủ tọa nói lên một cái sự quan tâm của nhà nước Việt Nam khối người Việt ở hải ngoại. Trong khi đó là có những cái đầu